Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuỗi đề thi GPT N1, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, môn đai cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Kesho no subarashi siai ni kankyaku wa nanani shita. Từ được gạch chân là chữ hưng và chữ phấn. Có vẻ như là ban ra đề rất là thích cái chữ hưng này. Được hỏi mấy lần trong các năm rồi. Bởi vì là nó là một từ mà khiến nhiều bạn dễ bị sai. Nó sẽ có hai cái đọc âm onyomi, đấy là cô và kyo. Đây các bạn sẽ thấy này, chia làm hai trường phái đúng không, là cô và kyo. Vậy thì chúng ta sẽ ôn lại một chút cái chữ hưng này. Chữ hưng này thông thường sẽ được đọc là cô và kyo. Đọc là cô trong một số từ, chẳng hạn như là chữ phục hưng, phục cô này, hay là chữ chấn hưng, sinh cô. Đọc là kyo trong trường hợp ví dụ trong từ kyomi là từ vựng N2 chúng ta rất là quen rồi đúng không? Ngoài ra thì chúng ta còn có từ khác, ví dụ là từ kang kyo, hán tự đây, chữ cảm. Bình thường mình sẽ dịch là cảm hứng đúng không? Hoặc là chữ hứng thú này. Đó. Thì trong trường hợp chữ hưng và phấn nó sẽ được là cô, như vậy sẽ là cô phương. Chúng ta chọn đáp án đúng là số 1. Nghĩa là hưng phấn, hào hứng, hứng thú. Khán giả hứng thú với trận đấu chung kết tuyệt vời. Các từ còn lại thì không đúng nữa. Tiếp theo câu số 2. Kono setsu wa Suzuki shin ga 30 nen mae ni hajimete nani nani eta này. Chữ được gạch chân là chữ gì nhỉ? Đây là chữ sướng đúng không? Âm Hán Việt là sướng trong từ đề sướng của tiếng Việt. Thì chữ này sẽ có âm kunyomi là tonaeru. Như vậy các bạn sẽ chọn đáp bạn đúng là số 2. Nhi bằng. Có nghĩa là đề sướng. Cái giả thuyết này ấy là do ông Suzuki đề sướng lần đầu tiên vào 30 năm trước. Số 1 đọc là tataeta. Tataeta chúng ta có chữ Hán là chữ xưng trong từ shosan, có nghĩa là ca ngợi này. Kanaeta. Kanaeta chữ diệp có nghĩa là hoàn thành đạt được, ví dụ như là yumeo kanaeta là đã hoàn thành được giấc mơ. Utaeta. Utaeta là chữ tố, tố cáo kiện tụng. Thì cái chữ sướng này sẽ có âm onyomi đọc là show. Ví dụ trong trường hợp chữ từ đề sướng, đây đề sướng là techo, hoặc là chữ hợp sướng gacho. Câu số 3. Kono chiiki ni okeru shuyou na sangyo no nanani ni tsuite shirabeta. Từ được gạch chân là chữ biến và chữ thiên. Thì chữ thiên sẽ được đọc là sen đúng không? Như vậy chúng ta chọn đáp án đúng là số 3. Hensen. Hensen có nghĩa là chuyển biến, thay đổi. Tôi đã tìm hiểu về cái sự chuyển biến, cái sự thay đổi của các ngành nghề sản xuất chính ở vùng này. Chữ thiên này ấy, thì nó có nghĩa là dịch chuyển. Chẳng hạn như là các bạn có trong từ, một từ mà trong tiếng Việt mình cũng dùng, đó là chữ thiên đô đúng nhỉ? Thiên đô có nghĩa là rời đô đấy. Ví dụ như là vua Lý Công Uẩn thiên đô đúng nhỉ? Lý Công Uẩn rời đô năm 1010. Các từ còn lại ví dụ như là đọc là hen sang thì không có này. Hen sai. Hen sai là phản tế đúng không? Có nghĩa là trả. Hensei. Hensei của chúng ta sẽ là chữ, đây, chữ biên thành có nghĩa là cấu thành. Tiếp theo câu số 4. Câu số 4 này. Fujisan no hibi no doryoku wa sonkei ni nanani. Chúng ta thấy người ta gạch chân chữ trị đúng nhỉ? Một kanji N2. Thì chữ trị này nó sẽ được đọc là gì đấy? À, đọc là atai suru.
Đúng là bốn nhá, có nghĩa là có giá trị, xứng đáng. Cái nỗ lực hàng ngày, nỗ lực mỗi ngày của Fuji-san ấy thì đáng để tôn trọng đúng không nhỉ? Đáng được kính trọng, đáng được tôn kính. Cái chữ trị này thì nó sẽ được đọc là nê, ví dụ trong từ nê đăng. Nê đăng có nghĩa là giá cả, từ này các bạn quá quen từ các cấp dưới rồi. Đấy, người ta để cái phương án số 2 là nê sư rự để gây nhiễu cho các bạn đây này. Đọc là chi khi ghép âm. Chẳng như là trong từ ca chi, giá trị. Và đọc là atai sư rự. Thông thường nó sẽ mang nghĩa là đáng để nhá. Thông thường đằng trước sẽ là danh từ cộng với ni atai sư rự, hoặc là động từ thể từ điển ve rự cộng ni atai sư rự, là đáng để làm điều đó, đáng để phía trước. Câu số 5. Obo nanani uketsukete imasu. Từ được gạch chân, hán tự là chữ tùy và chữ thời. Như vậy là chữ tùy đằng chữ thời đều đọc là gì? À, cả bốn phương án đều đọc là gì hết này. Nhưng mà chữ thời sẽ đọc là, à xin lỗi, chữ tùy phía trước sẽ được đọc là gì nhỉ? Các bạn hãy nhớ đến trong từ tùy bút là một từ các bạn được học ở cấp dưới rồi đúng không? Đấy, bài tùy bút đấy, dư hít sự. Như vậy là sẽ được đọc là dư, đúng nhỉ? Đọc là dư, đúng đây sẽ là số 2 nhá. Từ dư có nghĩa là itsudemo, lúc nào cũng được, bất cứ lúc nào. Câu này là cái việc ứng tuyển ấy thì chúng tôi tiếp nhận bất cứ thời gian nào, lúc nào bạn ứng tuyển cũng được. Câu số 1. Juji, hán tự là chữ tòng và chữ sự, có nghĩa là làm việc, theo làm một cái gì đó. Suji là việc nấu nướng này. Suji là cái việc tập viết chữ. Câu số 6. Yusho mezashite kore kara mo renshu ni nanani ikimasu. Từ gạch chân là chữ lệ. Chữ lệ này sẽ có âm kunyomi là hagemu đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta phải chọn ở đây là số 1. Hagende có nghĩa là nỗ lực, cố gắng. Nó gần giống từ do điếu cự hoặc là từ giống từ gambaru ấy. Nhắm tới cái chức vô địch thì từ giờ trở đi chúng tôi cũng sẽ nỗ lực vào luyện tập. Đấy. Ngoài cách đọc là hagemu ra thì từ này còn được đọc là hagemasu. Hagemasu có nghĩa là động viên, khích lệ ai đó. Và âm onyomi của nó sẽ là D. Đọc là D. Ví dụ trong từ gekire chẳng hạn. Này, khích lệ. Các phương án còn lại, ví dụ như là số 2. Oyonde. Oyonde sẽ là chữ cập. Lan tới, lan rộng này. Idonde sẽ là chữ khiêu, thách thức, khiêu chiến, thử thách với cái gì đó, giống như là từ cho sen sư rự ấy. Shinonde sẽ là chữ nhẫn, nhẫn nại. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 2, đó là môn đai từ vựng. Câu 7 này. Nandomo gosho shita sue ni yoyaku ryousha wa nanyani shite keiyaku ga seiritsu shita. Ở đây có ngữ pháp sueni, ngữ pháp N2, có nghĩa là gì nhỉ? Sau một thời gian đúng không? Sau một thời gian đàm phán rất là nhiều lần ấy, thì cuối cùng hai công ty làm sao đó nhé, và cái hợp đồng được thành lập. Thì các bạn thấy từ nào là phù hợp? Từ đầu tiên, goi là hợp ý, có nghĩa là nhất trí, đồng thuận, chính xác đúng không? Hai công ty đã nhất trí với nhau, đã đồng thuận với nhau và hợp đồng được thành lập đúng nhỉ? Cái từ goi này nó diễn tả việc quan điểm, ý kiến, ý chí nó hợp nhất với nhau. Đấy. Ngoài dùng dưới dạng thức là các bên hợp nhất thì nó còn dùng dưới dạng khác, chẳng hạn như là goi ni tatsuru chẳng hạn. Đấy. Có nghĩa là đạt được cái sự đồng thuận. Tatsuru chứ. Đạt được sự đồng thuận nhá, đạt được sự nhất trí.
Số 2 là chữ Hán là chữ quy và chữ kết. Ký kết sự có nghĩa là kết thúc ở, đúng nhỉ? Kết lại ở một cái kết quả gì đó, không không phải. Số 3 là chữ thích và chữ dụng. Từ này được là tekiyo. Tekiyo có nghĩa là áp dụng, chẳng hạn như là nó đi kèm với những từ thường là những từ chỉ luật hoặc quy tắc ấy. Ví dụ như là các bạn có áp dụng luật giáo dục chẳng hạn, kyo ikku hô. Ô. Đánh nó không ra nhỉ. Kyo ikku hô. À đây, ra rồi. Tekiyo suru. Đấy. Cũng không đúng, đúng không? Đây không phải là áp dụng cái luật hay quy tắc gì cả. Từ số 4 là chữ thuận, chữ ứng. Được đọc là Juno. Cái từ Juno này nó khá là giống từ Tekio. Đấy, thích ứng. Từ này nó mang nghĩa cũng gần giống như vậy. Nó nghĩa là thích ứng, chẳng hạn như là thích ứng với cuộc sống mới chẳng hạn. Atarashii sekatsu ni Juno suru. Thay đổi cho phù hợp với cuộc sống mới nhá. Chúng ta sẽ chọn đây là một là phù hợp nhất. Câu số 8. Chúng ta thấy đều là các katakana. Suzuki senshu no katsuyaku wa terebi ya shimbun nado samazama na nanani de shoukai sareta. Hoạt động của vận động viên Suzuki ấy đã được giới thiệu bởi rất nhiều cái gì đó như là TV và báo chí, đúng không? Đấy, truyền hình và báo chí. Chúng ta cùng xem các từ này. Từ đầu tiên database. À, database. Từ này từ gốc sẽ là gì đây nhỉ? Đây, đúng không? Có nghĩa là cơ sở dữ liệu, không phải này. Từ số 2 communication. Giao tiếp. Cũng không đúng nhá. Số 3 là media. Phương tiện truyền thông, chính xác đúng không? Truyền hình và báo chính là các phương tiện truyền thông nên là chọn 3 này. Số 4 là screen. À, đánh theo cái này. Screen là màn hình, không phải. Đúng đây phải là số 3. Hoạt động của vận động viên này được giới thiệu ở trên rất là nhiều cái phương tiện truyền thông, chẳng hạn như là báo chí và truyền hình. Câu số 9 này. Daishu no kenshu kai e no sanka wa nanani wa shimasen no de kibou sha no mi moshikonde kudasai. Cái việc tham gia vào cái buổi đào tạo tuần sau ấy, bởi vì không làm sao đó cho nên là chỉ những ai có nguyện vọng thì hãy đăng ký. Chúng ta cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên, Hán tự của chúng ta sẽ là chữ cưỡng và chữ chế, đúng không? Cưỡng cường đấy. Đọc là kyose. Cưỡng chế này có nghĩa là gì nhỉ? Cưỡng chế, ép buộc, bắt buộc. Đúng rồi. Chính xác của chúng ta là một. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái dấu hiệu là cái việc này là cái việc không bắt buộc, đúng không nhỉ? Việc này là việc chúng tôi không bắt buộc, cho nên chỉ những người nào có cái nguyện vọng ấy thì hãy đăng ký nhá. Từ kyose này nó thường đi kèm với những cái từ chỉ cái việc bắt buộc làm chuyện đó, ví dụ như là bắt buộc tham gia, đúng nhỉ? Sang kyose này, hay là bắt buộc phải suseki này, đúng không? Bắt buộc phải kifu này, bắt buộc phải đóng góp này. Làm không phải là tinh thần tự nguyện mà là gì nhỉ? Mà bắt người ta làm một cách quá đáng hoặc theo cái sự điều khiển của mình, dựa vào cái quyền uy của mình. Số 2 chúng ta có chữ Hán là chữ áp và chữ bách. Từ này đọc là áp bách cự. Áp bách cự. Đấy, nó sẽ mang nghĩa là áp bức. Chẳng hạn như là chúng tiếng Việt chúng ta có từ áp bức bóc lột đấy, thì thường là đi kèm với lại những từ chỉ cái thế lực mạnh hơn, dùng quyền uy để đè nén thế lực yếu hơn. Chẳng hạn như là áp bức các nước lân cận, đúng không? Sẽ là Kindin Shokoku O
Apak suru. Đấy. Nó không phù hợp. Câu số 3. Phương án số 3, chữ Hán là chữ thúc và chữ phược. Từ này đọc là số cứ ba cự. Từ số cứ ba cự có nghĩa là trói buộc, ràng buộc. Thì nhiều bạn mà nhìn nhanh thì có thể các bạn sẽ lựa chọn 3, nhưng mà không phải. Thông thường cái từ số cứ ba cự này này nó mang nghĩa là chúng ta dùng một cái hạn chế nào đó, chúng ta để giới hạn cái sự tự do hoạt động của một người. Đấy. Nó thường đi kèm với lại các từ chẳng hạn như là trói buộc cái tự do này. Gio này, đúng không nhỉ? Số cứ ba cự. Suru. Hoặc là chúng ta bị trói buộc bởi cái gì đó nhé. Ví dụ bị trói buộc bởi tư tưởng của ai đó, bị trói buộc bởi thời gian, bị trói buộc bởi tiền bạc, thì chúng ta sẽ dùng dạng thức bị động. Ví dụ như là shisoni số cứ bác cự xa đề là bị trói buộc bởi cái tư tưởng chẳng hạn. Đây nó không phải là bị, cái việc tham gia là bị trói buộc đấy là sai, phải là bắt buộc hay không bắt buộc, đúng phải là một. Số 4, chúng ta có chữ Hán là chữ cố với chữ chấp. Từ này đọc là cố xít sự, có nghĩa là cố chấp, ngoan cố, khăng khăng khẳng định ý kiến của mình mà không chịu nhường. Không phải. Thông thường cái từ cố xít sự nó hay dùng với trợ từ nhị. Đấy, chẳng hạn như là gì xét sự nhị cố xít sự sự chẳng hạn, có nghĩa là cố chấp với cái giả thuyết của bản thân. Tiếp theo chúng ta sang câu 10. Câu 10 các bạn thấy là đều là các tính từ đúng không nhỉ? Các tính từ đuôi na. Takahashi-san wa akarukute nani nani dakara sonna komakai koto wa kini shinai to omou yo. Takahashi ấy. Takahashi là một người nhá, bởi vì làm sao? Bởi vì rất là akari, rất là vui tươi, vui vẻ và gì đó. Cho nên là sẽ không để ý, không chấp nhận những cái chuyện nhỏ nhặt đâu. À, vậy thì nếu mà tiếng Việt đọc đến cái gọi là không chấp những cái điều nhỏ nhặt, không để ý tới những cái điều nhỏ nhặt tiểu tiết, thì tiếng Việt chúng ta sẽ kiểu như là người thoáng đúng không? Một người thoáng, một người phóng khoáng, rộng lượng kiểu vậy. Chúng ta sẽ xem từ nào mang nét nghĩa thế. Số 1, chúng ta có từ này là Azayaka, một cái tính từ quen thuộc của N2. Azayaka có nghĩa là tươi tắn, rực rỡ, rõ ràng. Từ này nó sẽ đi kèm với lại những từ như thế nào nhỉ? Chẳng hạn như nó sẽ đi kèm với từ chỉ màu sắc. Ví dụ như là Azayaka na iro này. Đấy, cái màu tươi này. Chẳng hạn như là màu vàng, màu da cam ấy. Hay là gì đấy? Hay là cái ấn tượng rất là rõ ràng đúng không? Insho này. Hay là gì nhỉ? Hay là cái ký ức. Đấy. Azayaka na kyoku có nghĩa là cái ký ức nó rõ ràng. Không phải. Số 2, chúng ta có từ Oraka. Oraka. Oraka, chữ Hán là chữ đại. Từ này mang nghĩa là rộng lượng, phóng khoáng. Nó đi kèm với lại những từ chẳng hạn như là Jin, đúng nhỉ? Oraka na, à xin lỗi, phải là đọc là Hito chứ. Oraka na Hito là người rộng lượng này, tính cách rộng lượng C các cự, hoặc là trái tim rộng lượng của Koro. Ở đây phù hợp, chủ ngữ là Takahashi là từ chỉ người, và thứ hai về đằng sau nữa chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là hai nhi bằng. Số 3, chúng ta có từ Sumiyaka. Sumiyaka chữ Hán là sẽ là chữ tốc, có nghĩa là nhanh chóng, nhanh nhẹn. Thì thông thường cái từ sumiyaka ấy nó hay đi kèm với lại những từ chỉ hoạt động đấy, thực hiện cái điều đó một cách nhanh chóng nhá. Ví dụ như là sumiyaka ni tayo suru này, có nghĩa là đối ứng một cách nhanh chóng này đúng không? Tayo này hay là gì nhỉ? Hay là phản hồi này, henji một cách nhanh chóng này, hay là quyết định này, cái chữ đang vân vân, những cái từ diễn tả thực hiện một cách gọi là nhanh chóng, mau lẹ. Từ số 4, Sasayaka, từ này thường người ta không viết Hán tự nhá. Sasayaka có nghĩa là nhỏ nhặt, nhỏ bé, đơn sơ. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại những từ như là okrimono này, một món quà
Okurimono, một món quà nhỏ, một bữa tiệc nhỏ, party này. Đấy. Một gì nhỉ? Một cái mức lương ít ỏi, ưu điều, vân vân. Đúng nhất ở đây phải là số 2. Câu 11. Câu 11 là một câu tính từ đuôi y. Kono uta wa kodomo kara otoshiyori made nende so ni shitashimarete iru. Cái bài hát này ấy, nó gần gũi với tầng lớp tuổi như nào đó đúng không? Độ tuổi làm sao đó, từ già đến trẻ, các bạn thấy là có từ già đến trẻ. Vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tầng lớp tuổi đa dạng. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng từ nào mang nghĩa là đa dạng? Số 1 các bạn thấy từ này là từ buatsu. Buatsu có nghĩa là dày, dày cộ. Nó dùng cho những đối tượng như là sách. Đây, sách này. Hôn. Hoặc nó dùng với nuno, vải, giày cộm này, hoặc là mắt kính, megane, vân vân. Không phù hợp trong trường hợp là đối tượng, đúng nhỉ? Đối tượng chỉ người. Từ số 2. Từ số 2 là từ habahiroi. Habahiroi có nghĩa là rộng rãi, đa dạng. Đấy, chính xác đúng không? Chúng ta thấy cái từ hiroi là chúng ta đã biết rồi. Từ haba phía trước có nghĩa là cái biên độ nó lớn, từ người trẻ cho đến người già đúng không nhỉ? Đúng, đây sẽ là số 2 nhá. Số 3, Hán tự là chữ quảng và chữ đại. Từ này đọc là kodai. Kodai. Khi mà nhắc đến quảng đại thì tiếng Việt hay nghĩ hay dùng kiểu thần thông quảng đại, nhưng mà trong chữ tiếng Nhật ấy, kodai này nó thường dịch là rộng lớn. Nó đi kèm với lại những cái không gian, chẳng như là Sogen này. Chúng ta có Kodai na Sogen có nghĩa là thảo nguyên rộng lớn, hay là Kodai na Tochi có nghĩa là vùng đất rộng lớn. Từ số 4, Juko. Juko có nghĩa là đồ sộ. Đấy, đồ sộ này có thể là tòa nhà chẳng hạn, Tatemono nhá. Tòa nhà rất là to lớn, tòa nhà đồ sộ này, hoặc là tác phẩm đồ sộ rất là nhiều chương, hồi rất là dày. Đấy, cũng có thể dùng. Hoặc còn có nghĩa là uy nghiêm. Đấy, uy nghiêm, uy nghi chúng ta có thể dùng với lại gì đấy nhỉ? Cái văn phong đúng không? Văn phong mang tính chất nghiêm túc, uy nghiêm này, bươn tai. Hoặc là cái hitogara, tính cách đúng nhỉ? Câu số 12. Câu 12 là một câu về danh từ. Kono shosetsu no shujinko wa hijou ni kanjou no nanami ga hageshii jinbutsu da to omou. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này thì tôi nghĩ là một người, là một nhân vật mà cái gì đó cảm xúc rất là mãnh liệt. Này. Các bạn thấy là các từ này, từ đầu tiên là kote. Cô T hán tự là chữ cao và chữ D có nghĩa là cao và thấp. Cái nghĩa nghĩa đen là cao và thấp. Còn nghĩa bóng ấy, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nó cái giá cả hoặc là cái mức độ lúc lên cao lúc xuống thấp nhá. Nó dùng được như một động từ. Chẳng hạn như là kabuka đúng nhỉ? Kabuka nó cô T sự có nghĩa là cái giá cổ phiếu ấy nó biến động lúc lên cao lúc xuống thấp. Đây nó không dùng với lại kanjo. Đấy. Số 2 chúng ta có từ này là từ shutsubotsu. Shutsubotsu, hán tự là chữ xuất và chữ một. Từ này nó sẽ mang nghĩa là xuất hiện, ẩn hiện. Đấy, một đối tượng cứ xuất hiện lại biến mất. Cứ xuất hiện lại biến mất. Thông thường nó dùng cho những cái đối tượng mà mình cảm thấy đấy là không tốt. Chẳng hạn như là trộm cắp, trộm cướp, rồi thì những cái loài thú dữ. Chẳng hạn như là puma, gấu này, hay là inoshishi, những con lợn rừng nó phá hoại mùa màng ấy. Hoặc là okami, chó sói, vân vân. Sẽ dùng cái từ Shutsubotsu này. Đây chắc chắn là chúng ta không dùng với cảm xúc rồi. Từ số 3 là mean. Hán tự là chữ minh và chữ ám. Minh là sáng, ám là tối. Thì mean nghĩa đen ấy, nó là sáng và tối. Nhưng mà chuyển sang nghĩa bóng thì nó sẽ mang nghĩa là
Minh tức là gì nhỉ? Sáng có nghĩa là thành công đúng không? Hoặc là hạnh phúc. Còn ám là tối, là thất bại, là bất hạnh. Đấy, nó dùng với cái nghĩa trừu tượng kiểu là gì nhỉ? Sáng tối, rồi thì hạnh phúc bất hạnh, thành công thất bại. Đây không đúng nhá. Đúng của chúng ta ở đây phải là số 4. Chữ Hán là chữ khởi và chữ phục, ki phức cự. Cái từ ki phức cự này nó sẽ mang nghĩa là nhấp nhô hoặc là thăng trầm. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn chính xác là số 4. Cái nghĩa nhấp nhô thì nó dùng cho trường hợp là một cái gì nhỉ? Một cái bề mặt nó không phẳng đấy mà nó lồi lõm gồ ghề. Chẳng hạn như là ki phức cự sư ô cờ, cái ngọn đồi mà nó gì nhỉ? Nó gồ ghề đấy. Còn dùng trong trường hợp mang tính trừu tượng ấy thì nó mang nghĩa là nó có rất là nhiều sự thay đổi, lúc thịnh lúc suy, biến đổi liên tục không ngừng. Đấy. Thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây là số 4 là phù hợp nhất. Và ngoài ra ấy, gần như là cái cụm cố định đi kèm với nó là gì nhỉ? Kanjo no kifuku ga hageshi. Đấy. Là một cụm cố định mang nghĩa là cái sự thay đổi cảm xúc nó rất là mãnh liệt, rất là dễ dàng thay đổi cảm xúc. Này có thể giống như từ kimagure, thất thường. Thì với N1 thì nhiều khi các bạn sẽ phải nhớ những cụm mang tính chất tương đối cố định như thế. Tiếp theo câu số 13 này. Câu về động từ phức. Câu cuối cùng của môn đai số 2. Mori-san wa sono hanashi o kiita toki wa doyou shiteita ga shidai ni itsumo no reisei sa o gì đó. Anh chị Mori ấy thì lúc mà nghe được cái câu chuyện đó thì rất là hoang mang, lo lắng. Chữ Hán là động dao này. Nhưng mà dần dần cái sự bình tĩnh vốn có, chúng ta cùng xem từ nào là phù hợp nhé. Từ đầu tiên, là từ hikiyoseta. Hikiyoseta là gì nhỉ? Là kéo lại, kéo gần lại, chẳng như là kéo cái ghế gần lại. Này, isu. Ô, hikiyoseta là kéo cái ghế nó gần lại mình. Không phải. Số 2, chúng ta có từ này là từ yobikonda. Yobikonda là gì nhỉ? Là thu hút. Đúng không? Đấy. Gọi vào chẳng hạn như là gì nhỉ? Mise ni kyaku o yobikonda có nghĩa là đã gọi khách vào cửa hàng đúng không? Đấy, mời gọi khách vào cửa hàng. Số 3 chúng ta có từ torimodoshita là thô tự là lấy. Modos là làm trở lại. Vậy thì torimodoshi sẽ là lấy lại. Phù hợp đúng nhỉ? Và sẽ lựa chọn đáp án đúng là 3 nhé. Có nghĩa là gì nhỉ? Việc mà chúng ta một lần nữa biến cái thứ mà chúng ta đã mất hoặc là đã từng có trở về với chúng ta. Đấy. Ngoài cái từ dc sợ này, thông thường cái từ torimodoshi nó có thể đi kèm với những từ như là Ishiki, lấy lại được ý thức này, lấy lại được cái sự khỏe khoắn Genki, hay là lấy lại được cái sự bình tĩnh mà người ta dùng từ khác, từ DC sợ đó là từ Ochizuki. Này, như vậy đúng đây sẽ là 3. Câu 4 là từ Ukeireta, một từ rất là quen thuộc, chúng ta học từ N2 rồi. Từ này có nghĩa là tiếp nhận. Ví dụ như là tiếp nhận du học sinh, ryugakuse, tiếp nhận dân tị nạn, nammin, chấp nhận cái gì nhỉ? Chấp nhận cái siêu chỗ, aite no siêu chỗ, ukereta, chấp nhận cái quan điểm, cái sự khẳng định của đối phương. Đúng đây phải là số 3. Hinto sẽ là lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Hayashi-san wa hissi ni benkai shite ita. Từ này đọc là benkai. Hán tự là chữ biện và chữ giải. Thì benkai có nghĩa là bào chữa, biện bạch, phân trần. Đúng nhỉ? Thì từ nào mang nghĩa như vậy nào? Kangaite là suy nghĩ. Hanron phản bác, bật lại.
Ayamate là xin lỗi và Iwakeshite là biện minh. Đúng là 4 đúng không? Câu này là anh hoặc chị Mori Hayashi ấy thì đã cố gắng hết mức để bào chữa cho mình, để biện bạch cho mình. Câu số 15. Kyono kaigi de teian sareta kikaku wa ari fureta mono ga okatta, là cái kế hoạch mà đã được đề xuất ở trong cuộc họp ngày hôm nay thì phần nhiều là những thứ ari fureta, phần nhiều là những thứ phổ biến đại trà bình thường, thì từ nó mang nghĩa như vậy. Chúng ta có số 1 hebona bình thường tầm thường đúng không? Đúng rồi. Số 2 là tokushu là đặc thù đặc biệt, không phải. Số 3 là yochi ấu trĩ, không đúng đúng không nhỉ? Nó bình thường thôi, chưa chắc nó đã kiểu ấu trĩ, không phải mang tính chất phê phán mạnh như từ yochi này. Thực ra sự là phức tạp, không chính xác. Đúng ở đây là một. Câu số 16. Takashi-san wa donna jitai ni mo urotaezu ni taisho shita. Anh chị Takahashi ấy thì dù với cái tình trạng như thế nào đi chăng nữa đấy, đã ứng phó mà không hề urotaezu. Động từ gốc của chúng ta là động từ urotaeru. Này, từ này có kanji nhưng mà hiếm khi người ta viết bằng kanji bởi vì là nó khá là phức tạp. Urotaeru đây. Các bạn nào thấy cái từ này quen không? Đây, đây là một từ tương đối là thú vị cho nên là sẽ nói kỹ một chút này. Từ urotaeru ấy nó có nghĩa là bối rối. Đấy, bối rối, hoang mang, hoảng hốt, luống cuống. Thì ở trong đây chắc chắn là chúng ta sẽ thấy một từ nó đồng nghĩa với nó đúng không? Đó là số 2. Awatezu ni đúng nhỉ? Đấy, sẽ là đồng nghĩa với nó. Còn lại như là số 1 là iyagarazu ni, không ghét này, không nổi giận, okorazu ni hay là không từ bỏ là không phải nhá. Giống đây phải là số 2. Thì Hán tự các bạn để ý chữ Hán nó sẽ là chữ đằng trước, chữ lang là chó sói, okami đấy. Đằng sau là chữ bái. Chữ bái này cũng chỉ là một loài chó sói này. Đấy. Tại sao cái chữ ghép bởi cái gì nhở? Con hai con chó sói này mang nghĩa là hoang mang hoảng hốt. Thì đây là một câu chuyện mà CC đã tìm hiểu được ở trên mạng. Đấy. Ở trên cái trang về nguồn gốc của các từ ấy thì có một cái thuyết người ta nói rằng là gì nhỉ? Bởi vì cái con chó sói ấy, đấy thì chân trước nó dài hơn chân sau. Còn con chữ bái đằng sau này này, đấy thì chân sau nó lại dài hơn chân trước. Cho nên là cái con thể hiện bởi chữ bái đấy, nó làm sao nhỉ? Nó đứng lên lưng của con chó sói để nó có cái sự cân bằng. Thế nhưng mà khi mà có sự cân bằng rồi, nhưng mà khi mà có cái sự việc bất ngờ xảy ra, đó là hai con bị tách nhau ra đấy, thì nó không còn cân bằng được nữa và nó không thể nào mà cử động được. Tất nhiên là chi tiết thì mình cũng không biết, nhưng mà đại ý người ta kể lại như vậy. Và lúc đó ấy, thì cả hai con đều rất là hoang mang, hoảng hốt, luống cuống. Chính vì vậy người ta ghép cái từ chỉ hai con này lại và mang nghĩa là luống cuống. Đấy, các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách là các bạn tra cái từ urotaeru, các bạn thêm từ gogen nhé. Đây, nếu mà các bạn muốn biết về nguồn gốc của một từ ấy thì các bạn sẽ thêm cái từ gogen, có nghĩa là cái nguồn gốc của từ đó vào, thì các bạn sẽ tra ra được những câu chuyện liên quan. Thường người ta viết hiragana thôi chứ ít khi người ta viết kanji. Còn cái trường hợp đọc là âm onyomi ấy, nó sẽ đọc là robai này, cũng mang nghĩa tương tự luôn. Robai suru là bằng urotaeru và bằng awateru. Tiếp theo câu số 17. Suzuki-san no hitokoto ga mondai kaiketsu no itoguchi ni natta. Một câu của
anh chị Suzuki ấy, nó đã trở thành cái Itoguchi, nó đã trở thành cái sự, cái gợi ý, nó đã trở thành cái chìa khóa trong việc giải quyết vấn đề. Vậy thì từ nào mang nghĩa là gợi ý chìa khóa đây? Từ đầu tiên stop là dừng ngừng này, không phải. Minus là âm hoặc là tiêu cực, trừ, không đúng đúng không? Ba hint gợi ý, advice là lời khuyên, không phải. Đúng, đây phải là số 3, hint. Tiếp theo câu 18. Sakuya Sato-san ga fui ni tazunete kita. Từ được gạch chân là từ fui ni, nếu mà viết hán tự nó sẽ là đây. Đấy, bất ý, bất thình lình, đúng nhỉ? Không theo ý của mình. Có nghĩa là đột nhiên, đột ngột. Vậy thì đồng nghĩa với nó sẽ là số 4, totsuzen. Còn các từ như là cất công, hay là lâu rồi mới, hay là futatabi là một lần nữa, lại, không phải. Phải là totsuzen, đột nhiên. Đêm qua thì đột nhiên Sato-san đã đến thăm tôi. Câu 19 này. Anohito wa gocho shite hanasu koto ga oi. Hán tự ở đây là chữ khoa và chữ chương. Từ này đọc là gocho, có nghĩa là khoa trương, mang tính chất khoe khoang quá mức, phóng đại ấy. Chúng ta cùng xem từ nào nhá. Số 1 là mang tính tích cực. Số 2 là jiman shite là tự hào. Số 3 là oge sợ nhị là phóng đại. Đúng rồi, chính xác là 3. Và 4 là ô dạp bà là nói qua loa, sơ qua, không phải. Người kia thì nhiều khi nói chuyện rất là phô trương, rất là khoa trương, rất là phóng đại, nói quá lên. Ví dụ như là đỗ N5 mà chém gió thành đỗ N2, N1 ấy. Chúng ta sang môn đai cuối cùng là môn đai 4, môn đai cách dùng từ. Câu 20. Chữ Hán là các bạn thấy là chữ từ và chữ nhiệm. Đấy. Jinin là hai từ được học ở các cấp dưới rồi, ghép với nhau. Các bạn sẽ biết Hán tự, các bạn có thể cũng đoán đoán được nghĩa, nhưng mà chưa chắc cái việc lựa chọn nó đã dễ dàng. Đấy. Bởi vì N1 rồi mà, trình độ cao nhất rồi, rất là khó để người ta cho những từ đơn giản. Cái từ Jinin này nó mang nghĩa là từ chức. Đấy. Nó mang nghĩa là từ chức, nhưng mà cái sắc thái của nó là gì? Đó là một cái người có chức vụ cao, chẳng hạn như là giám đốc, hoặc là trưởng phòng, hoặc là bộ trưởng. Đấy, những người có chức vụ cao nhá, họ gì nhỉ, họ từ bỏ, họ bỏ cái công việc, nhiệm vụ, trọng trách họ đang nắm giữ với cái ý chí của bản thân họ. Đấy, cái sắc thái mạnh mẽ là như vậy. Thì chúng ta sẽ dùng cái từ Jinin này. Vậy bây giờ chúng ta xem cái nào là phù hợp này. Câu số 1. Câu số 1 nó bảo này, ông Mori ấy, sau một hồi nghĩ kỹ càng. Từ này đọc là Jukudio, có nghĩa là nghĩ kỹ càng nhá. Sau một hồi nghĩ kỹ càng ấy thì đã nói là muốn từ chức cái việc ứng cử vào chức thị trưởng. Không thể, đúng không? Đã được làm cái đó đâu mà dùng từ từ chức. Trường hợp này chúng ta không dùng được từ Jinin. Trường hợp này các bạn muốn dùng ấy, các bạn phải dùng từ Jitai. Này. Các bạn dùng chữ từ thoái, có nghĩa là bỏ cái việc làm cái đó, đúng nhỉ? Bỏ cái việc ứng cử, bỏ cái việc được cất nhắc. Hoặc là các bạn có thể dùng từ đa nên cũng được. Thì chính xác. Câu số 2 này. Vận động viên Takahashi ấy thì sáng nay đã từ chức cái công việc hiện tại, và nghe nói là từ giờ về sau sẽ tham gia vào đào tạo các bậc đàn em. Với vận động viên thì chúng ta không dùng cái từ gì nhìn này, đúng không? Vận động viên chúng ta dùng từ giải nghệ, in tài. Câu 3. Lần đầu tiên được chọn làm vai chính ở gì nhỉ, ở sân khấu diễn, thế nhưng mà bởi vì bị tai nạn, bị thương, cho nên là tôi chỉ còn cách là đã từ chức. Đây chỉ là diễn bình thường thôi, đúng không? Không phải theo cái sắc thái là người có chức vụ cao từ bỏ bằng cái gì nhỉ, ý chí bản thân. Đấy, cái này chúng ta sẽ dùng từ taijo, chữ thoái và chữ trường, có nghĩa là từ bỏ cái việc tham gia. Câu số 4. Câu số 4 này các bạn thấy có xạ trồ này, đúng không? Đấy, có Iko Hyomeshita là đúng cái gì nhỉ, định nghĩa của chúng ta rồi, một người có chức vụ cao, giám đốc, và dùng ý chí bản thân này thể hiện cái ý chí. Đấy, đúng nhất đây phải là 4 nhá.
Câu 4 là gì nhỉ? Câu 4 là giám đốc đã mở một cuộc gặp mặt nhận trách nhiệm về vấn đề lần này và bày tỏ cái ý định từ chức. Đúng, đây phải là nhôm bằng mới chính xác. Câu số 21. Câu số 21 là một chữ Hán rất là quen thuộc của N3, chữ đới đúng không? Đới trong từ nhiệt đới ấy, nề tai, hay là obi là cái đai ấy. Còn đây là động từ nhá, động từ obi rự. Đấy. Cái động từ obi rự này nó có khá là nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là đeo, đeo ở bên hông, chẳng hạn như là đeo kiếm ở bên hông ấy. Người ta dùng là chẳng hạn như là kêu obi rự này. Đeo kiếm này. Đấy. Cái nghĩa nữa nó mang nghĩa là gánh vác. Ví dụ như là simeo obi rự, gánh vác mang cái sứ mệnh. Và một nghĩa nữa đó là gì nhỉ? Đó là chứa, mang, có vẻ. Đằng trước sẽ là những cái từ nó gì nhỉ? Nó tạo cái cảm giác trừu tượng. Đấy, những cái từ mang tính chất trừu tượng, chẳng hạn như là chứa một cái nỗi buồn, ví dụ như là ừ đê này, ừ đây đúng nhỉ, hay là từ gì đây nhỉ, có dạng gì đây, có dạng tròn, marumi đúng nhỉ, hay là genjitsumi đúng nhỉ, có cái tính hiện thực, mang cái tính hiện thực. Đấy, nó sẽ đi kèm những từ như này nhé, các bạn xem cái nào phù hợp này. Câu 1. Đây là điện thoại di động mà mang cái chức năng, mang nhiều chức năng. Chẳng hạn như có thể ghi âm cũng như là chơi nhạc. Không phải, nếu như điện thoại di động có chức năng ấy, đấy thì nó là một cái rõ ràng rồi, nó không dùng cái từ obi đự mà các bạn phải dùng một từ khác. Từ tojo này. À xin lỗi, không phải tojo. Nó là tô sai chứ. Đây, chữ này nhá, tô sai có nghĩa là trang bị. Nó trang bị những chức năng này. Câu số 2. Cái kế hoạch này ấy, thì ban đầu nó là một cái ý tưởng nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng ấy nó cũng đã mang cái cảm giác thực tế. À đây chúng ta thấy đây, có genjitsu miyo obiru. Đấy. Cái cụm cố định này đúng nhỉ? Nên là chúng ta chọn được là số 2. Nó mang cái tính thực tế, nó có thể là sẽ thực hiện được. Đấy. Câu số 3 là anh chị Sato này, cái việc mà mang bằng cấp về dinh dưỡng là cái điều có lợi và giành được cái, và nghe nói là đã có được cái công việc hiện tại, thì bằng cấp chúng ta cũng không dùng từ obiru, bằng cấp chúng ta phải dùng từ motsu, motte. Tương tự câu 4 này các bạn thấy là có bao nhiêu nhân viên, chúng ta cũng không dùng obiru mà phải dùng từ motsu nhá. Cái cửa hàng đúng nhỉ? Cái cửa hàng mà ông Suzuki ấy đã một mình bắt đầu đúng nhỉ? Đã bắt đầu theo dạng cá nhân thì nó đã phát triển thành một cái xí nghiệp, một cái công ty mà mang bao nhiêu? Mang 500 nhân viên, có 500 nhân viên, cái này dùng motsu. Nó phải là mấy cái trừu tượng giống như là ở ví dụ này. Câu số 22. Chữ Hán là chữ quỹ và chữ đạo. Đọc là Kido. Thì cái từ quỹ đạo ấy, cái nghĩa đầu tiên của nó là đường đi của một vật thể chuyển động theo một quy tắc nhất định. Đấy. Nha. Như vậy là chúng ta sẽ có những từ chẳng như là gì nhỉ? Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo đúng không? Jinko Ese Nokido. Đấy. Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo này. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là quỹ đạo của vẽ quỹ đạo của parabol đúng không? Đấy. Cái nghĩa thứ hai của từ Kido nó sẽ mang nghĩa là đường đi. Nó là gì nhỉ? Nó là lộ trình, đường đi được lên kế hoạch cụ thể để cái sự việc nó tiến triển theo hướng đó. Và thông thường với nghĩa như vậy nó sẽ thường dùng những cái từ như là những cái biểu hiện như là Kido ni noru, có nghĩa là đi vào cái quỹ đạo. Kido này, đi vào quỹ đạo này.
Lệch quỹ đạo sẽ là Kỳ đồ Hà dư đề đự. Đấy. Thông thường lệch ra khỏi cái gì đó người ta hay dùng là Nanani kara Hà dư đề đự, nhưng mà từ Kido người ta lại dùng trợ từ hộ là phần lớn. Hoặc là người ta dùng cái dạng thức là Kido Shuse suru, có nghĩa là sửa lại, chỉnh lại cái đường đi. À, bây giờ chúng ta xem cái nào phù hợp này. Câu 1. Tôi thì gì nhỉ? Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học ấy, tôi chỉ toàn đi theo đúng như cái quỹ đạo mà bố mẹ tôi đã quyết định. Này không đúng. Chúng ta sẽ không nói là đi theo quỹ đạo bố mẹ quyết định. Cái này chúng ta phải là đi theo con đường bố mẹ quyết định. Dùng từ Shinro. Câu số 2 là tôi được trưởng phòng nói, đó là khi tôi làm những cái hành động mà lệch ra khỏi cái quỹ đạo trong khi đi công tác ấy, nhất định phải báo cáo. Cũng không phải đúng không? Cái này chúng ta sẽ dùng từ gì là phù hợp đấy? Người ta thấy là kara hazureta này mà đi báo, mà đi gì nhỉ? Đi công tác. Thì đi công tác nó sẽ thường có cái lịch trình rồi đúng không nhỉ? Cái này chúng ta phải dùng từ yote nhá. Dự định này, yote, hoặc là từ schedule, hay là từ kê các cự cũng được. Không phải là từ kido. Câu số 3. Bởi vì tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ, cho nên là tôi đã quyết định là sẽ thay đổi cái đường đi, cái hướng đi sang cái hướng đó là thu nhỏ lại cái việc kinh doanh. Chính xác đúng không? 3. Mang đến nghĩa thứ hai. Từ là như này, đúng không? Thay đổi đường đi theo cái hướng nào đó nhá, chúng ta sẽ chọn là 3. Câu 4. Cái thí nghiệm phát triển sản phẩm mới ấy, thì tôi đã gì nhỉ? Tôi đã đi theo cái quỹ đạo hầu như là giống với lần trước, nhưng lần này lại có kết quả khác. Cái này chúng ta cũng không dùng từ Kido. Cái này các bạn sẽ dùng từ Kero, tôi đi theo cái con đường. Đấy, nó mang tính chất cố định là Kero Toru. Thông thường là những cái bài này ngoài nghĩa là chúng ta còn phải biết cụm cố định là gì đi kèm nữa. Tiếp theo chúng ta sang câu số 23. Câu 23 là một câu về động từ phức. Các bạn thấy người ta ghép với lại, người ta ghép động từ omo và động từ sumeru. Omo là nghĩ, sumeru là nhồi nhét đúng không? Thì omo sumeru là nghĩ một cách rất là nhồi nhét, nghĩ rất là nhiều, trầm ngâm đăm chiêu suy nghĩ, khổ sở vì suy nghĩ. Đấy, chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Con trai tôi ấy, nó rất là háo hức cái chuyến du lịch nước ngoài lần đầu tiên, và có vẻ như là ngày nào nó cũng rất là trầm ngâm. Không phải đúng không? Cái này mang nghĩa tích cực thì chúng ta không thể dùng từ omoi tsumete được. Chúng ta phải dùng từ waku waku. Háo hức chứ. Waku waku chite nhá. Câu số 2 là gì nhỉ? Là có vẻ như là anh hoặc là chị Hayashi ấy, đấy, đang trăn trở về một cái chuyện gì đó và có một cái biểu cảm trầm ngâm nãy giờ. Suốt nãy giờ có một cái biểu cảm rất là trầm ngâm, rất là đăm chiêu. Đúng rồi, phù hợp là số 2. Hinto ở đây là gì nhỉ? Đây, Nayanderu và Hyojo là cụm đi được với động từ Omoi Tsumeru. Câu số 3. Cái bài toán này ấy, nó rất là nan kai, nó rất là khó giải. Nên là tôi đã trầm ngâm hết mình nhưng mà không thể nào giải được. Đây phải là tôi đã nghĩ, đúng không? Tôi đã nghĩ này phải dùng từ kangeru thôi, không phải là từ omoi tsumeru. Thì là kangeta. Câu 4 này. Bởi vì là cái món bánh ngọt mà tôi đã làm một cách trầm ngâm để chúc mừng sinh nhật bố, cho nên là tôi đã được bố rất là vui. Tôi đã nhận được niềm vui từ bố và tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Không phải. Tôi làm và tôi gì nhỉ? Tôi chất chứa đúng không? Tôi chất chứa cái tình cảm. Cái này phải dùng là kokoro. Komete. Đấy, kokoro hoặc là kimochi o komete nhá, là tôi làm và tôi dành tình cảm vào trong đó, tôi đặt con tim tôi vào trong đó. Nó phù hợp với bối cảnh là món quà chứ không phải là omoi tsumeru như này. Omoi tsumeru mang nghĩa tiêu cực. Cho nên chúng ta sẽ không lựa chọn trong trường hợp này. Tiếp theo chúng ta sang câu số 24. Câu 24 là một phó từ Mohaya. Từ Mohaya mang nghĩa là đã rồi. Nó giống như là từ mo hoặc là từ sudeni. Đấy. Nhưng mà thông thường ấy, từ Mohaya nó thường đi kèm với thể phủ định.
nó mang nghĩa là cái sự việc nó đã tiến triển đến mức mà không thể nào mà thay đổi được nữa rồi. Đấy. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp này. Câu 1. Ở trong cái ngành quảng cáo hiện tại ấy, thì cái SEO, cái thủ pháp, những cái thủ pháp, những cách làm từ trước đến nay có lẽ là đã không còn thông dụng nữa rồi. Đúng rồi. Thể phủ định và nghĩa phù hợp nhá. Đấy. Chúng ta không thể nào thay đổi được cái hiện trạng nữa, coi như là đã muộn rồi. Thông thường thì các từ như là mô hay là sư đế nít nó thường đi với vê tả. Còn mohaya sẽ là đi với vê nai. Câu số 2. Câu số 2 người ta bảo này. Để các nhà, rất là nhiều nhà nghiên cứu ấy, để chứng minh cái giả thuyết này. Thì các bạn thấy về sau là đang là thể tiếp diễn, chứ không thể nào mà mohaya được, đúng không? Đang thực hiện, đang tiếp tục cái việc kiểm chứng. Cái này chúng ta phải dùng từ imadani, vẫn đang. Đấy, hoặc là từ mada cũng được. Mada vt tự là đang làm v, imadani cũng là vẫn đang, nhưng mà nó mang tính chất là trang trọng hơn so với mada. Câu số 3. Ông Suzuki là gì nhỉ? Là một giáo viên cấp 3, hiện tại thì đang hoạt động như là một nhà văn. À, vậy thì chúng ta phải hiểu cái từ này là trước đây, ngày xưa, đúng không? Đặt tờ giờ này thì không phải là đã rồi được. Đấy. Chúng ta phải dùng từ mang nghĩa là đã từng. Sẽ là Izen. Izen là trước đây, ngày trước. Hoặc là từ Katsutewa. Từ này mới phù hợp nhé, chứ không phải là từ Mohaya. Câu số 4 là nếu như cái cơ chế sản xuất được cải thiện ấy, thì cái tình trạng thiếu sản phẩm sẽ được giải quyết. Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Đây là thì tương lai, không dùng từ Mohaya được, đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ Mamonaku này, sắp được giải quyết, đúng nhỉ? Hoặc là Chikajika cũng được, sớm sửa được giải quyết, vân vân. Không dùng từ Mohaya nhé. Rồi câu số 25 cũng là câu cuối cùng của chúng ta trong đề thi. Từ Hanahadashi, từ này nếu mà Hán tự nó sẽ là Hanahadashi, chữ thậm. Trong tiếng Việt mình có từ thậm, thậm tệ, đúng nhỉ? Thậm tệ là cực kỳ tệ, thậm này có nghĩa là cực kỳ kinh khủng, khủng khiếp. Thông thường nó sẽ đi với lại những thứ yokunai, nozomashikunai, những thứ không tốt. Chẳng hạn như là Hanahadashi Songai, đúng nhỉ? Những cái tổn hại, những cái tổn thất khủng khiếp, đúng không? Những cái thiệt hại, higai, khủng khiếp. Hay là gì nhỉ? Người ta có thể dùng với lại dạng thức khác nữa nhá. Chẳng hạn như là mưu chi này, cái sự vô tri, cái sự ngu ngốc, hay là cái sự thiếu kiến thức thông thường. Mo Hanahadashi, một cách trầm trọng thì người ta cũng dùng. Đó. Bây giờ chúng ta xem. Câu 1. Cùng với cái sự quốc tế hóa, cùng với cái sự quốc tế hóa khủng khiếp những năm gần đây, mà cái gì nhỉ? Mà cái sự quan tâm tới nước ngoài của mọi người ấy, nó đang trở nên rất là, nó đang tăng lên một cách rất là nhanh chóng, đột ngột, có phải không nhỉ? Cái này không đúng, đúng không? Này chắc là phải từ canxi, nó là cảm động, này chắc phải là từ quan tâm, chắc là bị lỗi nhập liệu. Đây, canxi à, đồng âm cho nên là lỗi. Rồi. Thì Hanahadashi mang nghĩa tiêu cực và đi kèm với những từ như ở phía trên. Do vậy nó sẽ không phù hợp trong bối cảnh là từ của Kusaika, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta phải dùng từ khác. Rõ ràng là các bạn thấy là ở đây nó mang tính chất nhanh, đúng không? Nhanh chóng. Đấy, về sau nó có cái từ gọi là Kyugeki này, Kyugeki-ni này. Vậy thì về trước nó phải là một từ mang tính chất diễn tả tốc độ. Chúng ta phải dùng từ Kyusoku-na, cái quá trình quốc tế hóa một cách rất là nhanh chóng. Đấy. Những năm gần đây thì cái sự quan tâm tới các nước bên ngoài của mọi người cũng tăng lên một cách nhanh chóng theo. Đúng đây là, à, xin lỗi, chưa chọn được đúng nhỉ? Câu số 2 là cái diễn viên kia ấy. Đấy, cái diễn viên kia này thì cái kỹ năng diễn xuất là đương nhiên.
ngay cả cái nhân cách cũng rất là tuyệt vời, cũng rất là hấp dẫn người khác. Cho nên gần đây cái sức hút, cái độ nổi tiếng thì rất là khủng khiếp. Tất nhiên các bạn mà Dịch Nghĩa thì các bạn thấy cái nào cũng phù hợp, nhưng mà Ninky là một điều tốt đúng không? Đây là một câu mang tính tích cực cho nên là câu này sẽ không phù hợp. Với Ninky thì các bạn có thể dùng từ gì? Các bạn có thể dùng là gần đây cái sức hút tăng lên đúng không nhỉ? Tăng lên một cách khủng khiếp, có thể dùng từ Kyujoso nhá. Đấy, Kyujoso có nghĩa là tăng lên một cách đột ngột này. Hoặc là Kyuto cũng được. Đấy. Câu 3. Câu 3 là cho đến khi mà thể lực nó phục hồi hoàn toàn thì tôi được bác sĩ nói là phải tránh những cái vận động khủng khiếp. Cũng tương tự, chúng ta sẽ không dùng Hanahadashi với từ Undo. Các bạn phải dùng từ Hageshi, những cái vận động mạnh, chạy nhảy các thứ ấy là không dùng, gọi là đi bộ xương xương thôi. Vậy thì chắc chắn là 4 đúng đúng không? Bởi vì 1, 2, 3 sai rồi. Cho thấy có câu này là gì nhỉ? Kono atari no tatemono wa kanari rokyuka. Từ này đọc là rokyuka, có nghĩa là xuống cấp. Các cái tòa nhà ở gần đây ấy thì cái sự xuống cấp nó đang diễn ra khá là nhanh, và những cái hao những cái sự phá hủy, những cái sự phá hoại hay là đề cả hay là xuống cấp nó đang diễn ra một cách khủng khiếp, nó rất là khủng khiếp. Đúng rồi, các bạn thấy là những cái điều tiêu cực và đi kèm với nó đó, thì đây là cái gì nhỉ? Đây là cái phần khá là khó kiếm điểm trong đi thi. Gần như là tất cả các trình độ thì cái môn đai cách dùng từ này là môn đai mà tương đối khó kiếm điểm, bởi vì ngoài việc cần phải biết nghĩa, các bạn cũng phải cần biết cái cụm cố định thường đi kèm với nó. Nếu chỉ dịch nghĩa ra tiếng Việt thì nhiều khi chúng ta sẽ bị mắc bẫy đấy, nên là hãy học thật kỹ nếu như muốn lấy được điểm tốt, điểm cao ở cái môn đai này nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ chữa bài đến đây, hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt.